tướng Shoigu, Nga sẽ lập căn cứ quân sự ở miền Tây để đối phó NATO. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 20 tháng 5 cho biết Moscow sẽ lập các căn cứ quân sự mới tại miền Tây nước Nga để ứng phó với sự mở rộng của NATO. Cuối năm nay, 12 đơn vị và sư đoàn quân sự sẽ được thiết lập ở quân khu phía Tây, ông Shoigu nói tại một buổi họp AFP dẫn lại truyền thông Nga. Theo Interfax, ông Shoigu còn cho biết các mối đe dọa ở biên giới phía Tây của Nga đang ngày một gia tăng do các hành động của Mỹ và NATO. Trong các mối đe dọa ấy bao gồm việc Phần Lan và Thụy Điển xin gia nhập NATO. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga đưa ra tuyên bố trong bối cảnh hai quốc gia Bắc Âu nói trên chính thức đệ đơn xin gia nhập NATO hôm 18 tháng 5. Nếu Phần Lan vào NATO, đường biên giới chung giữa Liên minh quân sự phòng thủ này và Nga sẽ tăng gấp đôi lên 2.600 km. Thụy Điển tiếp giáp Phần Lan nhưng không có chung đường biên giới với Nga. Nhiều thành viên NATO, đặc biệt là Mỹ, có thái độ rất hoan nghênh hai nước Bắc Âu nói trên vào khối. Hôm 18 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tiếp đón lãnh đạo Phần Lan và Thụy Điển tại Nhà Trắng để trao đổi về đơn xin gia nhập NATO của hai nước này. Tuy nhiên, con đường vào NATO của Phần Lan và Thụy Điển còn chông gai vì vấp phải sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara cáo buộc Thụy Điển chứa chấp thành phần có dính líu tới Đảng Công nhân Người Quốc PKK, lực lượng vũ trang vốn bị coi là tổ chức khủng bố hoạt động nhằm chống phá Thổ Nhĩ Kỳ. Để trở thành thành viên NATO, đơn xin gia nhập của Phần Lan và Thụy Điển cần nhận được sự đồng thuận của toàn bộ 30 thành viên NATO, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng ngày 20 tháng 5, Duma Nga tức Hạ viện Nga cho biết sẽ xem xét dự luật cho phép người Nga trên 40 tuổi và người nước ngoài trên 30 tuổi được nhập ngũ. Thông báo trên website của Duma Nga cho biết động thái này sẽ giúp quân đội tận dụng kỹ năng của những người già dặn, theo Reuters. Hiện tại, chỉ người Nga tuổi 18-40 và người nước ngoài 18-30 tuổi được phép ký hợp đồng đầu tiên với quân đội Nga. Nga tuyên bố kiểm soát gần như hoàn toàn Lugansk. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 20 tháng 5 cho biết Moscow gần như kiểm soát hoàn toàn khu vực ly khai Lugansk ở miền đông Ukraine. Việc giải phóng Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng sắp hoàn thành, AFP dẫn lời ông Shoigu tại một cuộc họp báo ngày 20 tháng 5. Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng nói rằng cho đến nay, 1.908 binh sĩ Ukraine tại nhà máy thép Azovstal đã đầu hàng. Ông Shoigu cho biết thêm, giới chức Ukraine hồi đầu tháng 5 đã cố gắng giành lại đảo rắn trên Biển Đen, nơi lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát ngay từ những ngày đầu cuộc xung đột nổ ra. Hành động này cuối cùng thất bại hoàn toàn, ông Shoigu nói. Đảo rắn ban đầu được coi là một biểu tượng cho thấy tinh thần phản kháng của Ukraine sau khi nội dung một cuộc trao đổi được lan truyền vào đầu cuộc xung đột. Trong đó, các binh sĩ Ukraine đã từ chối yêu cầu đầu hàng của tàu chiến Nga Moscow. Tàu Moscow bị chìm ở Biển Đen vào giữa tháng 4 sau khi Moscow báo cáo một vụ nổ trên tàu. Trong khi đó, Ukraine và Mỹ cho biết tàu đã bị trúng tên lửa. Trước đó, New York Times ngày 11 tháng 5 dẫn lời quan chức cấp cao của Ukraine thừa nhận Nga hiện kiểm soát tới 80% diện tích vùng Donbass và đang áp sát Kramatorsk, thành phố công nghiệp lớn cuối cùng do Kiev nắm giữ ở tỉnh Donetsk, sau khi lực lượng Nga đẩy lùi Ukraine khỏi Mariupol. Trước ngày 24 tháng 2, lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine chỉ kiểm soát khoảng 30% diện tích Donbass. Nga hôm 21 tháng 2 công nhận Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPR và Cộng hòa Nhân dân Lugansk LPR tự xưng cũng như đường biên giới mà họ tuyên bố. Trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, Moscow đặt mục tiêu mở rộng lãnh thổ kiểm soát của DPR và LPR theo đúng quy mô trong hiến pháp. Nếu tiến trình này hoàn tất, Nga sẽ có ưu thế đáng kể trên bàn đàm phán. Trong một diễn biến khác, cùng ngày 20 tháng 5, giới chức Ukraine cho biết các cuộc tấn công của lực lượng Nga trên mặt trận Donbass ngày càng gia tăng. Thống đốc khu vực Sergei Haidai cho biết các cuộc pháo kích của Nga ở Luhansk cũng đã khiến 13 người không qua khỏi trong 24 giờ qua. Reuters không thể xác minh độc lập các báo cáo. Nga đã nhiều lần khẳng định các cuộc tấn công của họ chỉ nhằm vào quân đội và cơ sở hạ tầng quân sự. Hợp tác quân sự với Nga, cú đâm sau lưng các nước phương Tây của Cameroon. Trong bối cảnh các nước phương Tây đang ra sức trừng phạt Nga liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine, Cameroon lại bí mật ký hiệp định quân sự với Nga. Trong chuyến thăm bí mật tới Moscow đầu tháng 4 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cameroon Joseph Betty Asomo đã ký một thỏa thuận quân sự vào ngày 12 tháng 4 với người đồng cấp Nga tiếng Sergei Shoigu. Thỏa thuận này không có nhiều điểm mới, nhưng nó thực sự là một cú đâm sau lưng với các nước phương Tây. Trong tình hình quốc tế phức tạp hiện nay, tin về thỏa thuận quân sự này là một thông điệp chưa từng có. Moscow có một lợi thế mang tính biểu tượng ở trong chuyện này, đó là một tiếng nổ vang dội đối với cộng đồng quốc tế, nhất là với các cường quốc thực dân trước đây ở Vịnh Guinea, trong bối cảnh Nga đang thực hiện chiến dịch đặc biệt ở Ukraine. Người ta có thể tưởng tượng, thỏa thuận đã gây ra một phản ứng sôi nổi nhưng kín đáo trong giới ngoại giao châu Âu.
Nó xuất hiện như một sự trùng hợp giữa các lệnh trừng phạt tàn khốc theo lời Tổng thống Joe Biden chống lại nước Nga của ông Vladimir Putin, bao gồm cả việc tẩy chay không phận của nước này. Theo một cách nào đó, Cameroon đã vi phạm lệnh cấm vận hàng không của phương Tây. Thỏa thuận được ký kết giữa Nga và Cameroon, một quốc gia trung thành với tư cách là sân sau của Pháp, đang gây nhiều nghi vấn. Cameroon đã vắng mặt một cách bí ẩn tại Liên Hợp Quốc trong cuộc bỏ phiếu về nghị quyết của Mỹ vào ngày 2 tháng 3 yêu cầu Nga ngừng cuộc tấn công ở Ukraine. Không cảnh báo trước, Yaoundé, thủ đô của Cameroon, đã bỏ phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu thứ hai tại Liên Hợp Quốc vào ngày 7 tháng 4 trước nghị quyết khác của Mỹ dẫn đến việc Nga đình chỉ tham gia Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Những sự kiện trên có thể khiến Cameroon bị coi là một kẻ chống phương Tây thực sự. Nội dung của Hiệp định quân sự Nga-Cameroon được đưa ra sau Hiệp định đầu tiên được ký với Cameroon vào ngày 15 tháng 4 năm 2015, không chứa điều gì đặc biệt. Nó bao gồm trao đổi ý kiến và thông tin về chính sách quốc phòng và an ninh quốc tế, phát triển quan hệ trên các lĩnh vực liên hợp huấn luyện quân sự, công binh, quân y, địa hình quân sự, thủy văn quân sự, văn hóa thể thao, trao đổi kinh nghiệm gìn giữ hòa bình và tương tác trong các hoạt động hỗ trợ hòa bình dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc, tương tác trong hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển, tương tác trong các hoạt động chống khủng bố và chống cướp biển. Tuy nhiên, có một điểm mới nhỏ so với Hiệp ước quan hệ đối tác quốc phòng giữa Cameroon với Pháp được gia hạn dưới thời Nicolas Sarkozy vào ngày 21 tháng 5 năm 2009. Nga sẽ giúp đỡ người bạn châu Phi với tư cách là một nhà tài trợ thực sự, chứ không phải là một nhà cung cấp dịch vụ được trả tiền đơn giản. Mỗi bên chịu các chi phí liên quan đến việc họ tham gia vào các hoạt động của các đại diện của mình. Việc tiến hành các hoạt động phụ thuộc vào sự sẵn có của quỹ từ các bên. Thỏa thuận bí mật đã cố gắng né tránh sự chú ý của truyền thông. Nó đã không gây ra phản ứng chính thức ngay lập tức từ cộng đồng quốc tế thân Mỹ, đặc biệt là Liên minh châu Âu. Các đồng minh này thậm chí từng xem xét các biện pháp trừng phạt đối với các quốc gia châu Phi thân Nga. Thỏa thuận là bí mật, vì sao thông tin lại do gì? Ở châu Phi, ông Putin là người chơi cờ, Tổng thống Cameroon cũng không phải là người chống đế quốc triệt để. Ông ấy cũng là một kỳ thủ, một người thông minh, nhà ngoại giao nước ngoài mà Yaoundé tiếp thường xuyên nhất tại phủ Tổng thống, đó là đại sứ Pháp ông Christophe Guillot. Theo giới phân tích, vừa muốn bảo tồn những yếu tố cần thiết của hệ thống liên minh với Pháp, ông Pombia cũng muốn quốc tế hiểu hơn về cuộc chiến giữa chính phủ và Amazonians, những người ly khai nói tiếng Anh. Cả ông Bia và người Amazonian đều không đạt được bất kỳ cam kết thực sự nào của Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ coi cuộc xung đột vũ trang này là cuộc xung đột vũ trang nhỏ dưới tay đồng minh Pháp. Vào tháng 3 năm 2019, Mỹ rút toàn bộ 300 binh sĩ đóng quân ở Garoua phía bắc Cameroon vào năm 2015 do chính quyền Obama triển khai trong lực lượng đa quốc gia chung chống lại giáo phái khủng bố Boko Haram. Ông Bombia muốn ghi điểm trong trận chiến nhạy cảm giữa Ukraine và Nga, nhưng ông Bia vẫn là đối tác của Nga chứ không phải đồng minh của Nga. Không có quốc gia châu Phi nào nằm trong danh sách các quốc gia không thân thiện với Nga do ông Vladimir Putin công bố hồi đầu tháng 3. Hơn nữa, Điện Kremlin đã hứa lúa mì Nga sẽ được ưu tiên bán cho các nước này. Điều này sẽ làm sai lệch các dự báo của phương Tây về nạn đói sắp xảy ra ở châu Phi do khó khăn về nguồn cung gây ra bởi cuộc chiến ở Ukraine. Trước khi xảy ra xung đột ở Ukraine, đại sứ Nga tại Cameroon Anatoly Bashkin đã gợi ý rằng lúa mì Nga nhập khẩu vào Cameroon không còn qua trung gian nữa. Ông cũng hứa sẽ xây dựng lại công ty lọc dầu chiến lược của Cameroon bị tàn phá bởi một vụ hỏa hoạn bí ẩn. Tại hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi đầu tiên được tổ chức tại Sochi, Nga vào tháng 10 năm 2019, ông Bia đã không đến tham dự, bất chấp việc đại sứ Nga đã đến gặp riêng ông để mời. Ông cũng không cử đại diện quan trọng đến đó, liệu đây có phải để trấn an Pháp-Mỹ? Trên thực tế, việc phương Tây nói rằng họ không để ý hoặc không phản ứng trước việc Cameroon ký kết thỏa thuận quân sự với Nga chỉ là ngoài mặt. Nhà Trắng đang theo dõi rất chặt chẽ những diễn biến ngoại giao của Tổng thống Putin. Thỏa thuận được ký vào ngày 12 tháng 4 năm 2022 với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu bị che đậy bởi vòng đầu tiên của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp được tổ chức một ngày trước đó.